đó hưởng thụ chết luôn. Bán à 200. Đang bẫy đạn cắt nha, quay hộp số các bạn coi. Số này bung rồi bơm chưa, bung động cơ chưa. Rồi, chào các bạn mọi người á, thì nãy giờ nước sẹp bây giờ cắt gần xong cái khuôn nhỏ này các bạn ơi, còn cái khuôn bự thì nó cũng đã dạt rồi đó. Đây mình bữa nay quay cho mọi người các bạn coi là con này của hàng mình cũng quen nó nhiều, nhưng mà mình quen nó chạy lúa đứng không à. Thì hôm nay bữa nay là lúa sẹt bánh tráng các bạn, lúa này sẹt dữ dằn rồi. Ở đây mình có thấy mình hai con, thấy các bạn cũng có coi, một là con này, hai là con máy 70G lút ha. Thì mình quay con này chạy lúa sẹp, tại vì lúc đó giờ quay nó cũng nhiều nhưng mà ít quay lúa sẹp, không có gặp nhà lúa sẹp coi sao, máy binh mà coi chạy lúa đứng không à. Giờ coi chạy lúa sẹp thấy con nó ngon không ấy các bạn. Kêu ấy nó không kêu lớn nha. Bắt đầu qua thả dạ các bạn ơi. Sẹp là sẹp rất là ngon. Kiểu sẹp sạch lắm nghe anh em. Con này chạy nhờ bư, còn nếu mà lúc trước anh chạy cái hàm riêng của anh ấy thì là bư thì nó không quan trọng. Nó quan trọng là cái hàm nó hạ sát đất mà chạy anh em. Đất này mà gắn hàm riêng nó vô chạy rất là dữ luôn á. Khô hưa hưa này là con này chạy ghê lắm các bạn. Cái hàm riêng đó nha, hàm riêng nó chạy tốc độ lắm. Ở bên kia có con đang chạy rồi, chúng qua quay các bạn coi. Con này là máy chế, còn kia là máy nó zin luôn á. À cái hàm chạy đã chưa? Bự cái bự anh em, mấy cái bự nó bự như trong trống luôn á. Cái này anh em đừng có lầm là tưởng hàm này hàm 100 nha, hàm này 95 à. 5 xa nó bư nhanh lắm. Rồi 95 thì cái nó bư chậm nhưng mà nó 6 xa nó bư đều hơn luôn các bạn. Đây này, hai người này chắc chủ ruộng các bạn ơi, đang đi heo thì đang xả giạt. Đây hình như đã sập hết trơn các bạn ơi. Đây nè, miếng nào như nấy, anh em này nếp quá. Nếp thì mùa hè nó mềm chân hay sao nè, nếp này lúc nào nó cũng yếu rồi các bạn. Nó yếu mà gặp mưa nhiều thì nó bị xẹp thì sao giờ, phải không? Đủ gom làm giải đốt luôn các bạn ơi. Anh em ngoài Bắc thì chắc gom này, đối với anh em ngoài Bắc thì chắc quý lắm, tại vì mà anh có số anh thì nói cắt xong rồi mắc mua ngược gom lại đang mình cuốn mình bán nữa. Còn gom ở trong con này người ta không có coi trọng cho nên ta đốt bỏ luôn à, người ta mặn lại tiếp. Còn máy thì gom thì làm gãy làm bọng gì thì không biết, nghe cỏ cho mày gom xong rồi cái bắt đầu tới vài bữa cái đốt luôn các bạn ơi. Đốt cái người ta xạ lại. Này ít ai bán gom lắm các bạn, trong này không có, hình như là không có gặp bán gom luôn. Xả dạ các bạn, cái này nè, cái đó hưởng thụ chết luôn.
như dạng gầm gầm thôi, và nó phải nó sát cái là nó cũng hơi khó chạy. Cái hàm này thì hàm 95 thì nó chạy xẹp chắc không biết sao, nhưng mà thấy nó sạch nè, cũng sát thì không biết sao, nhưng mà nó hơi qua, cái này nó hơi qua thôi, nhưng cái sát chắc nó sót tại hàm này nó bự quá, cũng khó chạy lắm. Hàm bự thì nó khó, nói chung là nó khó điều khiển các bạn, điều khiển mà như cái vụ mà nó xẹp sát mà các bạn hạ hết luôn phải không, như cái hàm 70 á, anh em mình chạy thì nó nhẹ, còn cái hàm này nó bự quá, bự anh em hạ cái nó hốt nhiều quá, nhiều cái nặng máy à, khó chạy lắm. Hàm bự nào khó chạy lấy. Nhưng cái động cơ này chỉ có 82 thôi, chứ không phải động cơ này của thằng 95 luôn. Nếu hàm cái động cơ 95 thì nó vừa, còn cái động cơ này của thằng 82, cái hùng này hùng 70, chung này nó bên nhiều cái cũng khó hiểu, nhưng mà chạy rất là ngon. Anh em cái bự nó bự như trong trống rồi nè, ghê không? Sẹp này mấy kéo phải ghe mà anh ngồi sau lưng mình, anh nằm anh ngồi, trời ơi mưa cái bự kìa, đang mấy cái bự nó bự kìa, to của nó bự ghê không, quỷ gì cái bự không. Tôi phái cái bự của chiếc máy này các bạn. Đây ghê không, cái bự kìa. Cái bự này anh em muốn cho nó nhanh, anh em đừng có mà đổi cái dòng xa ở ngoài trước ha. Thì cái này kinh nghiệm tôi cũng chia sẻ thêm cho anh em. Ai không biết, ai biết rồi thôi. Anh đừng, em đừng có mua cái dòng nhà xa nguyên mà dòng xa ngoài trước ha. Bây giờ tại vì sao, tại vì cái dòng xa đó anh em mua cái dòng xa nó lô, cái lô là cái con gieo go nó đụng đất nó nặng nó không quay á, anh em mua cái dĩa xe Honda á, anh em phan lỗ lại ở chỗ cái chỗ mà cái rãnh hai cái mu ly đó có một cái dĩa nghe anh em, chỗ đó nó có cái dĩa, thì anh em mua cái dĩa cái xe Honda rồi anh em phan lỗ lại là anh em để vô là nó nhanh nè, rồi nó bư rất là mạnh luôn, có khi đụng đất nó vẫn bư gãy quào luôn, rồi vẫn bư. Còn mà anh em mua cái dòng xa ngoài trước chỗ nguyên cái máy hanh xa bự đó là nó xuất dây, tại vì dòng đó dòng lô cũng bự các bạn ơi, tăng hẳn cỡ nào cũng vậy luôn, tại vì một thời gian sau là cái dòng nó dởm, nó không sẽ không bự ha, nặng nó không bự đâu, lúc đứng thì nó chạy được, nhưng mà lúc sập bự nhiều nó không chịu bự đâu, yếu quá, nó như nó không có bám vô dây các bạn. Và các bạn để cái dòng gin đi, mà các bạn lên cái dĩa xem ra cho nhỏ cái dòng sên lại, thì cái chỗ hai chỗ gảnh dây mà cộng sên nó truyền lên á, cộng sên nhỏ nó truyền lên chỗ mà cái gảnh mà có hai gảnh dêu go, nó có một cái nhông trong đó các bạn. Các bạn mua dĩa xe Honda rồi các bạn khoan 4 ốc bắt vô đó rồi ok. Thì tôi cũng có làm rồi, thì tôi chia sẻ tôi cũng có bu ly lô của cái dòng xa luôn, nhưng mà tôi không chạy tại vì lúa sạch nó không chịu bư. Nếu muốn bư nhanh thì anh em phải làm gì ha. Rồi vậy đường này nó là mới ba đường các bạn, tại cái hậu nó dài thì mình không có quay mà cái điện thoại tại nãy mình lỡ cầm cái điện thoại quay cho các bạn rồi, giờ mình không có lấy cái máy quay gần quay, giờ nó dài quá dài đó, mình chạy từ khúc mình gáo rồi các bạn. Con này thì ông sư phụ cũng đang kêu bán giá là 200 ngay các bạn, động cơ là green, bơm green hộp số bung rồi. Con này xích thì dàn chân thì 82, động cơ 82, hàm 95, hùng 70. Anh em ngoài Bắc á, thì nếu mà muốn chạy sát gốc á, nó thì anh em coi thử con này. Có một số người con này giá 200. Mà chạy đuốc sập rất là ngon, chạy sát gốc thì nãy giờ coi thì cũng không có bựa vọng gì, mà đuốc sập thì chạy không có nhanh được nha các bạn. Này đồ này đồ binh. Con này dạng như là này nó xài phân nửa của thằng cua ta, hùng thì hùng 70, hàm 95 đó. Những hàng này ra ngoài thì anh em ngoài đó thì chắc cũng dễ sửa, dễ xài, dễ sửa, tại vì cái hàng của hàng cua ta thì chắc ngoài đó bán nhiều hơn hàng dân ma rồi. Chỉ có bánh lăng thì không quan trọng các bạn ơi, bánh lăng nếu mà anh em không có mua được cái bánh lăng của hàng dân ma thì anh em cứ mua cái bánh lăng của hàng cua ta. Thì
anh em nếu mà mua không mua được cái bánh lăng của thằng Văn Ma, thì anh mua cái bánh lăng của ta xong thì mình tiện nó lại, mình tiện cho nó bằng với cái bánh lăng của cua ta là Văn Ma là bình thường. Bánh lăng Văn Ma nó mắc nhưng mà nó mỏng hơn cái bánh lăng cua ta nha các bạn. Đạn thì vẫn xài đạn đó, đạn này 305 thì thằng kia thì đạn 305 cũng được, thằng 70 xài bà đạn 305 cũng được, thì tại đồng đạn nó 3526 nó bằng nhau, có cốt nó bự hơn thôi không sao. Thì anh em bánh lăng thì cái này chỉ xài dằn chân, mà chỉ có dằn chân của Văn Ma thôi, còn đồ đạc khoan mui gì đó là của thằng cua ta 70 hết các bạn, chỉ có hàm là hàm của 95 rồi. Ai giá 200 nha các bạn ơi, ai có gì thì liên hệ với mình thì mình sẽ có gì mình sẽ liên hệ với mình. Có số anh em ngoài Bắc thì ông gầy cũng đòi vô mua máy Văn Ma, có anh đó đòi mua máy Văn Ma, con này tôi thấy là ngon hơn con Văn Ma, anh đòi mua tại Văn Ma sờ rất là mỏng. Con này lúc trước là Văn Ma nhưng mà ông sư phụ ông chạy ông bị đồ nó mỏng quá, nó chạy cái hùng nó bị gãy gần hoài à. Rồi mới gắn cái hùng này, chế cái hùng này lại là hùng 70. Con này chạy mùa nay cỡ này cũng 1000 mấy công rồi, tôi đi quay nó cũng nhiều clip lắm, anh em vô kênh thì biết rất là ấy, chưa thấy nó hư hao gì cho các bạn, rất là chuẩn đồ, con này rất là đồ, rất là ngon. Đây gần thôi, đang gần đổ vuông hết rồi, 3 tấm à. Đây cận các bạn coi luôn. 6 hổm đồ 250, bữa nay em đi bán 200 nữa rồi anh. Cái này nè. Cái 70 glut đó hả? 100 mấy rẻ lắm rồi. Mua bản nhập về luôn rồi, chứ không phải mua bên đây. Này bị gì bởi đạn hay vậy? Đạn chắc rồi. Này nó chạy kêu cành cành nè. Này giá 200 các bạn ơi, sư phụ mới đi kêu bán à, 200. Đang bể đạn cắt nha, quay hộp số các bạn coi. Số này bung rồi, bơm chưa bung, động cơ chưa bung. Chân. Quay tơ anh em cũng coi máy coi nha. Giá 200 gần đi. Làm rất là tịch, gần này nói dài rất là dài nha anh em, dài tấm dài anh em, giờ ha anh em dài rất là dài luôn, ngày 3 lưỡi tấm viên vuông không anh em, xài lưỡi vuông hết, lúa thì chạy rất là sạch. Đây, lúa sạch nó có cộng với lúa sạch bon anh em ơi. Lên hàm 70, chân chắc cũng 70 luôn. Thì đông đúng không? Đông các bạn ơi, cái này đông lắm. Rồi, con này là đang kêu bán, đang chạy xuống sập rất là đạt. Có gì liên hệ.